cái phim này nó nói về cái gì vậy? Anh không hiểu. Không biết luôn á. Còn dạo này toàn coi phim xong ngồi xong cảm giác mập quá anh. Sao không đi tập đi? Thì mình có thể tập mà. Đó. Vậy thôi lát đi tập gym ha. Không, tập ở nhà. Lười. Ở nhà hả? Thôi vậy thôi, nếu mà anh em lười thì anh với em có thể ở nhà workout. Ok. Thì bây giờ tụi mình sẽ vào tập một cái bài home workout mà sẽ phù hợp với các couple. Thì trong những bài tập này tụi mình sẽ có những cái bài mà tụi mình phải dựa vào lẫn nhau để tập. Nó không phải là những bài tập đơn lẻ nữa, nên mọi người đón chờ nhé. Để cho thêm phần này thêm vui thì tụi mình sẽ làm một cái gọi là challenge. Là mình sẽ làm coi là tụi mình có cùng hiểu nhau hay không. Đúng đó rồi. Thì bây giờ tụi mình sẽ vừa tập và cũng như là vừa trả lời những cái câu hỏi. Yes, và thường những câu hỏi sẽ như kiểu là cái này hoặc là cái kia. Thì this or that đó mọi đúng người. Rồi, this or that. Thì tụi mình sẽ có một số câu hỏi. Thì nếu mà mấy bạn muốn, mấy bạn có thể tập theo và hỏi những câu hỏi này với người yêu của mọi người. Ok. Rồi. Let's get started. Yes. Thì trước khi mình tập thì mọi người luôn luôn nhớ là phải gì đây? Phải warm up. Nên bây giờ Cao với Tiên sẽ warm up trước. Khởi động nha mọi người. Trước tiên, tụi mình sẽ stretch trước. Rồi. Vô với bài tập đầu tiên của Kao và Tiên thì tụi mình sẽ tập một cái bài có tên là Couple Wall Sit. Thì nó cũng như một bài wall sit bình thường thôi, nhưng mà tụi mình thay vì sẽ dựa vào tường, tụi mình sẽ tựa vào lưng của nhau để tập cái bài này. Ok, vậy thì mình vô luôn mọi người. Sao mà quật vô như vậy? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau mỗi bài tập thì tụi mình sẽ được nghe một câu hỏi để coi Tiên với Kyle có thật sự là hợp với nhau hay không, hoặc có những cái sở thích chung với nhau hay không. Ok. Nghỉ full tuần trong một tháng. Ủa sao giống quá vậy? Nói với Kyle thì Kyle sẽ thích nghỉ full tuần trong một tháng hơn, tại vì 3 ngày mỗi tuần thì có vẻ không đủ nhiều, nên thà mình làm việc full tháng xong rồi có một tuần mình nghỉ luôn thì sẽ tốt hơn, đúng không mọi người? Ủa nhưng mà bây giờ là mình đang nghỉ 2 ngày một tuần á. Yeah, thì bây giờ full tuần thì càng tốt, đúng không? Vậy anh phải làm 3 tuần còn lại, kể cả thứ bảy chủ nhật luôn. Yeah. Giống như thường Kyle sẽ dồn hết công việc và làm trước, xong rồi mình có nguyên một cái tuần full để nghỉ, để xóa luôn thì nó sẽ tốt hơn, đỡ mệt. Ok, bây giờ tới bài tập thứ hai thì tụi mình sẽ làm một cái động tác gọi là couple twist. Thì bây giờ tụi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xem thử nha. Ok. Hai. Rồi, thì cái bài tập này nó cũng sẽ có một cái tư thế giống như là Russian twist, nhưng mà thay vì làm một mình và thay vì mình xoay cái hông á, thì mình sẽ cố gắng mình xoay cái chân cùng nhau. Cái chân cùng nhau. Cái chân nha mọi người. Ok. Rồi em giới thiệu cho mọi người thử đi. Đây mọi người. Đó. Em vậy đó mọi người. Giống làm siết vậy đó. Rồi. Ok. Vô đi. 10 cái đúng không? Đúng rồi. Rồi. 1 2 3 gồng cơ bụng lên. 4 5 6 7 thẳng chân ra xuống. Đúng rồi. 9 10 Trời ơi, mọi người tưởng dễ mà khó nha mọi người nha. Khó nha. Phim kinh dị. Ủa sao vậy? Không có phim kinh dị. Ồ đúng rồi. Không phải là time. Tiên là một người không có thích coi phim ma hoặc là phim kinh dị. Mỗi lần mà cậu coi là Tiên kiểu anh đừng có ngồi kế em. Đối với Kao thì Kao rất là thích phim kinh dị luôn. Như bị ghiền á, coi là coi hoài luôn. Nên đôi khi mình cũng muốn thử là diễn viên chính trong phim kinh dị coi nó như thế nào.
tới vui nha, vui vẻ. Cái này là đúng khác luôn á, tại vì Tiên thật sự không coi phim nhiều. Tiên toàn coi show không à. Đúng rồi. Với bài tập thứ 3 này là một bài tập siêu couple challenge luôn mọi người. Nó có tên là push up và sit up. Thì ở đây á, cả hai sẽ không có làm chung một động tác, nhưng mà Kyle sẽ là người hít đất, còn Tiên sẽ là người gập bụng. Và Kyle sẽ dịch chân của Tiên trong khi Tiên gập bụng luôn. Sẵn sàng chưa? Yes. Ok. Go. Let's go. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. Cuối cùng 10. Yeah. Dễ nha mọi người nha. Dễ ép. Dễ nha. Nice. Trap. Ai muốn bị trap mọi người? Ổn không mà luôn. Trời đất ơi, hỏi không biết cái, không? Cái câu này nếu mà mọi người muốn, hầu như câu nghĩ là ai cũng biết hết câu trả lời. Nếu mà mọi người đã coi cái tập trước của Giang và Nguyên lúc có Kyle luôn thì chắc mọi người sẽ hiểu sao Kyle và Tiên chọn trap. Nhưng mà cái này thôi phải không thích bị trap. Yeah. Nên là thôi trap mọi người chế vui. Cái này không đúng nha, cái này là sai nha. Ủa chứ đỡ không bị trap, bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn. Anh thì muốn bị trap hả? Không, ý là không. Em bị trap rồi. Thôi anh không biết. Kyle không có muốn bị hết, không muốn trap cũng không muốn bị trap. Còn ghê chưa? Ghê chưa? Nhưng mà giờ anh phải chọn mà, anh chọn trap rồi, tự nhiên okay, kêu không bị trap. Trap. Tiếp theo á, nó có tên là Bicycle Crunch. Ở đây là một bài tập mà thường thường Tiên cũng rất là hay tập một mình. Nhưng mà ngày hôm nay tập chung thì nó sẽ hơi khó một chút. Yeah. Mọi người sẽ xem thử nha. Bài này tập là siêu dính luôn á mọi người. Dính là sao? Là siêu vô á. Dính là dính gì? Là đau á. Bài này. Vậy nha mọi người. Xuống nữa. Xuống nè. Đẹp. Ngược lại. Đó, thấy không? Rồi đó mọi người đó. Bây giờ mình làm 10 lần nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Anh làm mấy muốn dằn ra cái thảm luôn á. Cái chân anh nó dài quá. Cái bài này thiệt sự nếu mà tập couple á, mà tập lần đầu á, nó rất là khó luôn mọi người. Nhưng mà khi mà tập quen rồi thiệt sự là vô kinh khủng luôn. Mọi người phải kiếm bạn cùng size với mọi người, chứ mọi người cứ đều quá cỡ size nên là tập nó sẽ rất là khó. Cả người thông minh. What? Gì mà this or that chứ không phải là this that boo. Nhưng mà hài hước có thể thông minh đúng không? Hay là hài hước không? Không, có nghĩa là hài hước nhưng mà không thông minh. À vậy hả? Nhưng mà thông minh thì có hài hước. Hài hước là stupid hả? Không, ý là chỉ là thường. Hài hước thôi. Thì hài hước là gì? Hài hước là funny. À funny. Nhưng mà không thông minh thôi. Còn thì là không thông minh được đó, không thông minh rồi đó. Còn thông minh nhưng mà không funny đúng không? Không được. Funny. Thông minh, thiệt sự. Yêu tính. Tiên thích vui tính hả? Thích vui tính. Có nghĩa là vui tính nhưng mà mình từ từ mình thông minh. Nói gì đó mọi người. Ấy là nói chuyện với những người mà người ta thông minh nhưng mà người ta không mắc cười á thì khó vô lắm. Tại vì những người mà người ta smart mà người ta không phân này không nói chuyện được. Ồ. Khó lắm. Chắc cái đó cũng mỗi người thôi. Đối với Kyle thì Kyle chắc là sẽ chọn thông minh. Tại vì Kyle chỉ suy nghĩ tới cái cảnh mà giống như sáng sớm thức dậy không có cà phê trong người, không mà nói cái gì mà nó không thông minh á thì thực sự là Kyle chắc chịu không nổi đâu. Rồi tới bài tập thứ 5 của tụi mình thì sẽ là một bài có tên là couple ball pass, có nghĩa là mình ngồi chung với nhau xong rồi mình chuyền trái banh qua lại để target vô cái phần eo và cơ bụng. Nhưng mà hiện tại thì Kyle với Tiên đang không có một trái banh để mình truyền, nên tụi mình sẽ truyền cái nón bảo hiểm. Cũng giống trái banh rồi mọi người. Cũng giống trái banh. Nửa trái banh. Bây giờ Kyle với Tiên sẽ demonstrate thử cho mọi người coi cách làm như thế nào nha. Thử cho mọi người coi nha. Rồi, tụi mình cũng sẽ ngồi tựa vào nhau.
chân thì sẽ để ở dưới đất. Rồi từ bây giờ Kêu sẽ truyền qua cho Tiên. Đó, thì khi mọi người truyền qua cái người anh nó bự không có lấy được. Mọi người nhìn nó dễ vậy thôi nhưng mà thực sự nó vô cái phần eo lắm luôn á. Đó, nó sẽ giống như vậy. Để tập bài này cho đúng thì mọi người nhớ gồng cơ bụng lên hết mức có thể. Rồi, 3, 2, 1. Người nó bự. 1 nè. 2. 3. 4. 5. Dở hơi đổi dòng nè. Ủa gì vậy? 6. 7. 8. 9. 10. Tiền. Tại vì có tiền mới có tình. Đúng rồi. Có tiền thì sẽ có tình. Mọi người. Nhưng mà có tình chứ chắc có tiền. Đúng rồi. Rồi. Mình thực tế lên, sống thực tế. Có tiền là chắc chắn sẽ có tình. Đúng. Nên tiền trước đi. Chứ ai mà bây giờ hot là quả thai quả tim vàng. Hai trái tim lúc là chanh mà. Là chanh nha, trái tim quả tim vàng á. Nhưng mà không giỡn gì giỡn, nhưng mà cũng đúng thiệt là maybe là tiền. Tiền không phải là tiền tiền, nhưng mà ý là sự nghiệp đi, sự nghiệp để ra tiền thì đối với Kêu, Kêu sẽ luôn luôn chọn sự nghiệp. Bài tập thứ 6 của tụi mình sẽ là một bài tập gọi là slide crunch mọi người. Thì bài này thì tụi mình sẽ không có làm couple với nhau nữa mà sẽ riêng lẻ mỗi người một thảm thôi. Thì bây giờ Tiên sẽ làm thử cho mọi người xem nha. Đầu tiên thì tụi mình sẽ nằm xuống. Rồi, xem. Rồi, tụi mình sit up lên. Tay phải mình sẽ đụng vào chân trái của mình. Đây là mình tập cơ bụng nha mọi người. Và mình cứ xuống xong rồi lại lên. Đó mọi người, mình sẽ làm mỗi bên 10 cái. Tụi mình sẽ làm 3 lần một cái set này. Thì mọi người nếu mà mọi người muốn tập một cái bài full nặng hơn một chút thì mọi người sẽ tập khoảng lặp lại 3 lần. Đúng nha. Rồi. Là ok. Và nếu mà mọi người còn muốn khó hơn nữa thì mọi người có thể chỉ nghỉ tầm 10 giây cách mỗi bài tập thì nó sẽ rất là... Còn muốn khó nữa khỏi nghỉ luôn. Cái gì bây giờ? Ok rồi, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu nha. Rồi. Rồi. Đến. Ồ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh yeah. Nhận. Cho. Sao vậy? Con người quá selfish. Ê, đâu có selfish đâu, ý là chỉ là thích được nhận thôi. Thì đó, nhưng mà vẫn sẽ cho. Không, nó một trong hai. Tại vì Tiên là một cái con người rất là hay cho đi rất nhiều. Có nghĩa là cho đi tình cảm của mình hay là cho đi có gì mình có. Thì mình là một người give out nhiều hơn là mình nhận được của người khác. Tại vì Tiên nghĩ là nếu mình give out nhiều thì mình sẽ được sẽ nhận được nhiều hơn như vậy nữa. Không, nói về anh thấy em quá rồi. Không, dẹp, đi ra má. Không có chơi chung, không có hơn. Không, cái hồi thì nói chung là cũng sẽ cho nhưng mà thiệt sự thì thích nhận hơn. Tại vì nói thẳng ai mà chả thích được nhận về đúng không? Nên mình chỉ... Nhưng mà phải cho đi mình mới được nhận thì về. Đúng rồi. Nên là mình cho đi mình được nhận về nhiều hơn. Đó là luật nhân quả. Mình nhớ nha. Ngu quá. Ok. Với bài tập thứ 7 này của Kêu và Tiên thì tụi mình sẽ làm một cái bài có tên là Mountain Climber. Thì bài này là super cardio luôn. Và bây giờ Kêu sẽ Tiên sẽ thử cho mọi người coi. Giống như là mình chạy bộ trong tư thế push up với mọi người. Nó sẽ gì nè. Ui. Sẽ. Đó. Rồi. Em chạy hay mình đi? Chạy chứ. Ok. 20 giây ha. Rồi. Rồi. 3, 2, 1. Thôi, à, tiền rồi, khi okay. Nào má. Ta hỏi vậy thôi tự nhiên. Rồi, 3, 2, 1. Tắt đèn. Đèn.
Nice. Mình thức ngủ trong lúc tắt đèn. Ủa, nãy giờ đang nói về ngủ hả? Không, thì ý nói vậy thôi hả? Anh nghĩ sao anh nghĩ mắc cười quá. Sorry mọi người. Không thì tắt đèn, tại vì cho dù mình có ngủ hay là làm mình làm cái gì khác thì cậu vẫn sẽ thích tắt đèn hơn chứ. Anh bật đèn thì đèn nó sẽ đâu. Anh chỉ thích tắt đèn khi đi ngủ thôi à. Không, còn không thì đèn mờ mờ cũng được. Nhưng mà chắc chắn là không có bật đèn full sáng. Ừ, tim rất là thích tắt đèn. Là đi ngủ là khi nào cái phòng nó cũng có phải tối hù mới ngủ được. Đúng rồi, đi ngủ cho mọi người. Đi ngủ. Bài thứ 8, tụi mình sẽ làm một bài gọi là Spider Crunch. Là mình sẽ ở tư thế lower plank, là mọi người sẽ plank thấp như vậy nha mọi người. Đó, chân phải mọi người sẽ đụng lên bên này. Ghê vậy. Đó, rồi mọi người sẽ làm mỗi bên mọi người sẽ làm total là 10 cái nha. 1, 2, 3. Nó gồng cơ bụng lên. 7, 8, 9. Tiếp đi. 10. Tiếp luôn. 11, 12. Không sợ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah. Ui. Bị bắt. No comment. Bị bắt quả tang thì đỡ đau đớn hơn là mình bắt người ta. Ác thiệt luôn á mọi người, đúng là một cái trapper. No, đúng rồi, mình sẽ không muốn đau khổ nên là thà bị người ta bắt còn hơn là mình bị bắt rồi xong mình thấy mình buồn, đúng không mọi người? Theo chị nói từ kinh nghiệm thôi, nói chung là bị bắt quả tang. Kinh nghiệm là sao? Có nghĩa là đã bị bắt quả tang rồi. Chứ không có bị bắt quả tang người khác ngoại tình đâu. Anh sẽ không muốn thấy cảnh đó đâu. Ừ, không đúng thiệt. Cảnh đó rất đau đớn. Mặc dù em chưa bao giờ thấy nhưng mà là nếu mà em thấy là cái thằng đó cũng xong với em luôn. Ok. Với bài tập số 9 của tụi mình thì tụi mình sẽ làm một cái bài được gọi là hopping lunges. Thì nó cũng giống như một bài lunges bình thường giống như vậy, nhưng mà thay vì tụi mình làm chậm thì tụi mình sẽ ok nhảy như vậy. Bài này chắc em biết rồi đúng không? Yes. Ok thì mình sẽ vô 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trời ơi, sao nhảy có 10 cái mà xong rồi đi dữ vậy? Cô đơn đến hết đời, trời. Thôi cái này quá dễ. Dễ quá mọi người ơi. Cô đơn thì có nhiều người chứ cô đơn có một người đâu. Là sao? Thế là cô đơn mình đi kiếm nhiều người khác. Nhưng mà cái đó đâu có đúng đâu. Cô đơn là cô đơn, có nghĩa là single hết cuộc đời. Thì single nhưng mà mình vẫn always ready to mingle. Đúng rồi, hợp nhau quá. Tại sao mình lại ở trong một cái mối quan hệ mà nó bám cho suốt cuộc đời mọi người trời. Sẽ yêu bản thân. Vậy mà lúc ở cũng hơi lâu á. Ai? Không có gì đâu. Ủa đâu có lâu đâu, còn năm nhiêu. Năm á. Dạ thì cái này khá là dễ với cô với Tiên, tại vì chắc chắn tụi mình sẽ chọn cô đơn. Không bao giờ ở trong một mối quan hệ tồi tệ nha mọi người. Never. Một khi mà tồi tệ là bye bye. Đi. Bài tập cuối cùng của tụi mình rồi. Thì bài tập ngày hôm nay là sẽ là một cái bài tập gọi là leg raise với lại squat. Thì một người sẽ làm leg raise, đó là Tiên, còn Kyle là sẽ làm squat. Và mình sẽ làm cùng thời điểm luôn. Thì bây giờ tụi mình sẽ làm cho mọi người xem thử cái cách mình làm nha. Yes. Ai? Và thường thường em sẽ dịnh vào cái chân của anh. Nếu ai? Mà em muốn nha. Tiên sẽ dịnh như vậy. Ủa kỳ vậy các tôi. Không đúng rồi mà. Rồi 10 cái nha. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiện muốn thả. 8, quá đi. 9, 10,
rồi. Anh phải ở cái position đó anh mới thấy được. Mới nhìn thấy được. 3, 2, 1. Pass điện thoại. Pass điện thoại hả? Ừ. Anh không cần muốn mấy mã pin hả? Không. Ý là mã pin chi? Em muốn coi số tài khoản của anh. Đúng. Trong đó có tiền luôn mọi người. Sau này có tiền thì mới muốn coi chứ. Thôi. Con có quỷ đen không? Đối với KO thì nó sẽ là pass điện thoại. Tại vì điện thoại thì có rất là nhiều thông tin quan trọng. Đối với KO nó còn quan trọng hơn cả mã pin nữa, hơn là cái tài khoản ngân hàng của KO nữa. Nên đối với KO sẽ là pass điện thoại. Em muốn coi pass điện thoại của người khác. Hả? Ý là muốn coi pass điện thoại của người khác. Không, ý là cái nào quan trọng hơn đúng không? Ừ, thì đang nói là để được coi của người ta. Không, ý là anh nghĩ là trong điện thoại sẽ có nhiều thứ nó vui hơn. Vậy là đã hết cái video lần này của tụi mình, tập thứ 2 của series Healthy Hustle của Tiên và Kyle. Và mong mọi người sẽ đón chờ tập 3, là một tập rất là thú vị. Tụi mình sẽ có những cái hoạt động ở ngoài biển. Nếu mọi người muốn xem full video lần này ở trên app của Jam thì mọi người hãy đăng nhập vào app Jam và mọi người đăng ký nhé. Còn bây giờ thì mọi người sẽ nhớ là subscribe channel của Tiên nè, follow Tiên trên Instagram cũng như là Kyle trên Instagram. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye. Peace.